Câu chuyện người dân tự ý cơi nới ở các khu chung cư cao tầng cũ đã diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Không những ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà điều này còn trở thành hiểm họa đối với chính những người dân sinh sống ở bên trong khi mà chất lượng các công trình này đang ngày càng xuống cấp qua nhiều năm sử dụng. Tiếp theo là ghi nhận của nhóm phóng viên của VTC14 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh được xây dựng từ những năm 1974. Qua thời gian sử dụng, đến nay, các dãy nhà chung cư này hầu như đã xuống cấp nghiêm trọng. Các lan can bị nứt, cốt thép bị ăn mòn, đã làm phá vỡ lớp bê tông bảo vệ của khu nhà. Bất chấp nguy hiểm, chủ nhân các ngôi nhà đã tạo thêm các chuồng cọp như thế này để mở rộng diện tích sinh hoạt. Tất cả nằm lơ lửng, đặt trên các cọc chống yếu ớt bên những bức tường đã cũ mục. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và như nhà bác đấy là có 3 thế hệ rồi mà còn được có 34 m², thì buộc phải chia cho 6 người thì coi như 34 đó là cả cái công trình là vệ sinh, rồi cả cái công trình là tắm rửa, rồi cả cái công trình nấu cơm nữa. Mà diện tích ở thực chất là có 24 m² mà trong 6 con người thì buộc là phải nơi ra, đó là phải để cho dân, mà không phải chắc nhà bác nữa mà các hộ chung cư ở nhà cao tầng là đều phải mở hết kiệt. Tất nhiên rồi thì thế hệ nó đông quá không có chỗ để mà ở thì họ phải nới ra, nhưng mà theo tôi nghĩ nới ra phân để cho ở thì có những cái là không thuận lợi lắm, nhưng bắt buộc họ phải làm để làm, nhưng mà vì sắt thép thì không đảm bảo cho lắm, cho nên đôi khi cũng sợ có những cái nguy hiểm lờ, đôi khi nó rỉ rẹt, nó trập trượt xuống đây cùng khổ cho người dân. Mỗi chuồng cọp được người dân cơi nới có diện tích khoảng từ 10 đến 15 m² tùy theo diện tích của mỗi căn hộ và được người dân sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau. Có nhà để phơi quần áo, đặt máy giặt hoặc làm nhà kho, thậm chí là nơi ở và sinh hoạt của gia đình mà không ai tính đến chuyện hiểm họa đang ở ngay trong cuộc sống của họ. Trong những năm qua thì một số đã cơi nới ra phía sau để đảm bảo thêm cái diện tích sinh sống của họ. Thì đây là một vấn đề là rất nguy hiểm bởi vì nó không đảm bảo an toàn. Việc tự ý cơi nới chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nhờ thành phố Vinh đang đặt chính người dân trong các mối nguy hiểm rình rập. Nếu không có biện pháp xử lý sớm, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Nhất là khi mùa mưa bão đang bước vào cao điểm.